Rồi, hello anh em nha. Thì hiện tại mình đang đứng ở địa chỉ là 1024 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình làm video này á thì để mình trả lời một số câu hỏi của anh em. Thì như anh em cũng đã biết thì sau dịch thì nói chung là anh em mở tiệm cũng rất là nhiều, nên là shop cũng luôn đồng hành hỗ trợ anh em hết cỡ để mở tiệm, như là nội thất, ghế cắt tóc, gương kệ, đồ setup. Nên là cái phần mà những cái chi tiết nhỏ như là cái phần phụ liệu, cái phần toner, hoặc là cái máy làm tóc, hoặc là những cái phụ kiện nho nhỏ, thì shop nó bằng bình thường, thì bản chất thì nó vẫn về bình thường, nhưng mà không có thời gian nào mà post lên cho anh em tham khảo. Nên là trong cái suốt cái thời gian sau dịch đến hôm nay, bắt chính thức hôm nay, thì cái tình hình thì nó cũng đã hoạt động vào lại, nó ổn định rồi. Còn trước đây thì mình shop cũng luôn hoạt động hết cỡ mà cũng không thể nào mà xét được cái comment khuyên mất của khách hàng nhiều. Nên là hôm nay thôi mình làm cái video để mình làm cho nó nhanh gọn luôn, chứ chụp thì thật sự là không thể nào mà chụp hết được, mà post lên hết một lần được. Nên là hôm nay mình sẽ làm cái video này để có thể là quay tổng quan nhất có thể cho anh em, để anh em coi cho nó đa dạng sản phẩm ha. Rồi thì mình như anh em đã thấy thì trước mặt của anh em đó là chuyên về những cái phần trang trí như là đầu bò. Thì trước mắt đầu bò đi, đầu bò của hiện tại của shop đang có là cái size nào là size lớn này nha, thì size này là size lớn. Còn shop còn một số size nhỏ nữa, nếu mà anh em có nhu cầu tham khảo thì cứ nhắn tin via shop. Nắp bia, biển số, khung hình này là khung hình lớn nha anh em, còn khung nhỏ thì hiện tại là shop không treo, shop để bên phía trong. Còn anh em nào có nhu cầu tham khảo thì cứ nhắn tin là shop sẽ hôm nay là sẽ trả lời từ từ. Đèn size thì nó cũng đang về lại nha anh em, còn hiện tại mình còn mẫu lớn à. Đồng hồ cũng còn rất là nhiều, nắp bia cũng rất là nhiều, biển số rất là nhiều. Ok, thì qua phần phụ liệu chắc là cũng nhiều, rất anh em là đang mong chờ đây, nhỏ nhỏ thôi nhưng rất anh em mong chờ. Đây lưỡi toner là mình hiện tại là shop đang đầy đủ nha, magic, lưỡi kép, lưỡi đơn, lưỡi thường, lưỡi Trung Quốc có hết nha anh em. Cử lược lược đang cũng đang rất là nhiều, áo choàng cũng đang rất là nhiều, sáp là đang full luôn. Đây. Hiện tại shop thì đang có rất là đa dạng về mẫu mã sáp, thì hàng chính hãng cũng có mà hàng thường cũng có nha anh em. Dao cạo thì hiện tại cũng đang về, hiện tại shop mình còn rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì nó cũng còn một số mẫu thôi, nó cũng còn tương đối với không quá full. Đây lưỡi lam dạo ô trơn bình xịt. Dây quân cổ anh em cứ xem nha, tại vì gom xịt thiếu gì thì cứ alo shop, chứ đôi khi là shop nó không có gì, chân nó không có đủ diện tích đó, mặc dù là đã mới đổ diện tích nhưng mà hàng về liên tục nên là cũng không thể nào mà đủ cái diện tích để chân nữa, có thể là chắc thêm mở thêm một chi nhánh nữa có thể. Đây kéo rất là nhiều nha anh em. Đây. Rồi mình vào phần nội tâm luôn, trọng tâm chứ, rất là nhiều anh em quan tâm luôn, chắc là ghế rồi. Thì hiện tại những dòng ghế nhập đó thì shop nhập khẩu về nha anh em, cam kết là hàng nhập nha, hàng nhập là shop nó nhập, là hàng nhập khẩu thì trung bình là khoảng 30 đến 40 ngày là có hàng, cam kết hàng chính hãng chuẩn, bảo hành trăm năm. Ok, mẫu này là mẫu anh em cũng cũng mới biết, mình mới nhập về cho Sương Suối, nhập cho Sương Núi, Sương Núi 6, thì về bốn màu cũng có bót anh em tham khảo. Mẫu này là mẫu BX18 này, giá bữa trước là mình báo anh em là 14 triệu á, nhưng mà giá này thì mình mới tính lại chiết khấu cho anh em là còn 13 triệu 7 nha, giảm 300. Rồi đây
Cái dòng này thì anh em cũng biết rồi, là mẫu này là BX, mẫu này mấy ta? À, BX17, kém hơn thằng BX18 một đời. Mẫu này thì 12 triệu rưỡi thôi. Nếu mình so sánh nó thì mình cảm giác thì cái mẫu bản chất thì cái mẫu này mình thấy BX17 như cái vẻ đẹp hơn ấy. Và nhìn nó đẳng cấp và sang trọng hơn. Còn khung thì shop nhận làm hai màu, là màu inox và màu vàng đồng nha anh em. Còn da thì làm tất cả các màu. Cái này còn anh em muốn xem tham khảo chi tiết từng sản phẩm thì có thể là nhắn tin cho mình hoặc là vào trong trang cá nhân của mình để tham khảo thêm. Tại vì hiện tại đang rất là nhiều, mình chỉ cài tổng quan thôi. Đây, dưới nữ. Rồi đây, chắc là không hề xa lạ bên em nữa rồi, No 1. Thì chắc có thể mình lướt qua, tại vì cũng khá nhiều anh em biết rồi, những cái dòng ghế thường. Còn những hiện tại No 1 thì mình nhận tầm khoảng, nếu mà riêng về màu full đen là mình nhận khoảng tầm 7-10 ngày nha anh em. Còn No 2 thì tầm những cái dòng X và No 2 thì mình nhận là tầm khoảng 10-15 ngày là có hàng, cam kết chuẩn cho anh em. Rồi còn đây là một số mẫu có sẵn. Đây, anh em tham khảo không? Đây, thì mình cũng vừa mới post lên, chắc là cũng cách đây khoảng 3 giờ đồng hồ. Thì BG162, mẫu này mình làm theo yêu cầu của khách là màu da này. Mẫu này là 4.850 triệu. Cam kết chuẩn nha anh em. Nhưng mà những một số màu da đặc biệt phụ thu á, một số màu da đặc biệt thì bên mình có phụ thu nha. Đây, ui, mới khách mới lấy cái giường rồi để cái bồn này. Đây, BG46. Cũng rất là nhiều anh em đang xài những cái dòng này. Quên tên phần chi tiết cái da chứ. Thì bên mình nhận làm hết hầu hết tất cả các màu da nha anh em. Đây, anh em có thể coi. Thì nói chung là nguyên cuốn của Tula da này thì anh em cứ chọn mẫu thì shop làm thôi. Màu sắc thì anh em có thể chọn. Một số màu thì nó là miễn phí, còn một số, hầu hết là miễn phí, còn một số màu thì nó phụ thu. Những màu cơ bản thì nó không phụ thu, còn một số màu đặc biệt thì phụ thu. Ok. Thế mình đi lướt qua, còn mẫu mã thì rất là nhiều rồi, anh em có thể còn những tin có thể anh em sau nói mà shop lớn mà sau mà không trưng được nhiều sản phẩm như thế này. Thì hiện tại shop cũng thật sự là cũng đã cố gắng rất là nhiều để trưng bày. Nhưng mà thật sự là mẫu mã rất là nhiều mà không thể nào mà trưng hết được tất cả các sản phẩm được. Nên là shop chỉ trưng một số mẫu để gọi là đại diện thôi, để gọi là uy tín. Với lại còn hầu hết là mình nhận đặt gia công. Còn mẫu mã thì đang rất là nhiều, có thể anh em tới coi catalog và chọn đặt. Rất là nhiều, không thể nào mà trưng một mẫu từng cái được. Nên là anh em thông cảm nha, rất là nhiều. Cái này là mình cũng đang cập nhật là không đủ ấy. Này là những mẫu thường á, còn một số mẫu cao cấp là mình chưa cập nhật kịp. Rồi, mình qua phần đây. Qua luôn. Bản hiệu của shop là Phù Lý Tóc Minh Thi nha anh em. Đây, máy uống sức tiên, máy hấp dầu, xe đãi thuốc nhổ, máy ống máy sấy hấp dầu đồ đều hết nha anh em. Riêng về ngành tóc thì hiện tại nó thật sự nói cho vui chứ shop không là bằng hiệu thôi, chứ còn hầu hết tất cả các đồ nghề thì shop đầy đủ hết. Đây, một phần anh em paper rất là quan tâm, tông đơ. Thì hiện tại nó thật sự thì shop chỉ thiếu tông đơ dây, thì chỉ hầu hết như thiếu dây magic clip mà điện 220 thôi, chứ 110 thì shop cũng còn. Đây, tình hình Mỹ đang dịch bệnh nhưng mà shop thì vẫn về hàng cũng tương đối là đều đủ. Đây, dàn ở trên là senior nha anh em, đầy đủ hết nha. Cây xám xám là mà 105 magic clip, thì hiện tại shop cũng đang đủ luôn. Meta, magic gold, magic bản thường, đầy đủ hết. Topper, legend, icon, nói chung là đang rất là nhiều sản phẩm. Đó, anh em cứ đi coi, mình coi từ từ, cái gì cần hỗ trợ thì cứ nhắn tin cho shop, sẽ cố gắng trả lời anh em sớm nhất có thể. Đây, dòng Godot, cam kết hàng bên mình là dòng riêng về dòng Godot đó, thì shop cam kết là hàng chính hãng, có tem chống hàng giả đầy đủ nha, bảo hành 1 năm, trong vòng 3 ngày đầu nó bị lỗi bên mình cam kết đổi mới 100%. Đây, đang rất là nhiều. Còn shop thì vẫn những thì cũng có tông đơ thường.
tông đơ thường, tông đơ giá rẻ có đầy đủ hết anh em. 100, 200 có hết, 3, 400, 500, 600 đầy đủ trong giá thường. À, máy này thì shop có kinh thêm kinh doanh thêm máy sấy lông thú cưng, anh em là có nhu cầu thì liên hệ phó được đắp bia. Đây. Máy uốn tóc. Máy làm tóc. Đầy đủ nha anh em. Đây, anh em cần nào cần máy gì thì cứ inbox rồi mình gửi mẫu qua. Nail. Nail thì cái mã mình cũng đã thông báo với anh em trước là mình cũng đang cập nhật. Rồi thuốc nhuộm. Oxy quá chất đầy đủ hết. Rồi khe. Cuối một số. Rồi thì video mình cũng khá là dài rồi, thì hiện tại mình có thể là hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Rồi chào anh em nha.